Phần thứ bảy quy thành chánh nhân này á nan, bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm nguyện hướng đời tất đến đạo vô thượng. Nguyện này nếu không toại thề không thành chánh gian lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng co kiện các quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh các căn lành thành tứ quả bồ đề. Con nêu thành chánh giáo lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cúng đêm tâm đại bi. Lời ân ca quan sanh ly dùng sau thêm định tình huệ tu phàm mạnh nguyện đem sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ khỏi các ánh nạn chứng sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàn pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quan sư từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mạng lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành cửu đại thiên tại chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi. Mặt đất chân đồng sáu các ánh hoa trời rơi khắp mâm nhà tự trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phẩm thứ tám tích công lưỡi đinh này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người phát quan thế nguyện này rồi. An trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thánh diệu kim lập vĩnh viễn tuyệt không hư hoài. Không miền đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sao trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá thứ đã thu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem bân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thanh từ các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù khích lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thanh sớm làm quyên thuộc răng bảo sanh tam trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhùng tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mầm
Nhờ hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác, do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư sĩ. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dũng cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng nhãn đoàn. Nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết, miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, trong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tướng cũng đoan nghiêm đủ 32 tướng, có 80 nè đẹp tay thường xuất sanh cho bao vô tận thân, cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lời lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề. Phần thứ chín thanh cơ biến mạng này a nan phàm tạng thì khéo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại, không thể dùng lời diễn tả hết chỗ phát thệ. Thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ thúc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá. Nàng nghe đức Phật nói lời ấy rồi cũng kính thưa rằng: Bạn đứng thế con phàm tham bồ tát chứng bồ đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật? Hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức Phật như lai kia đến không chỗ đến đi, không chỗ đi không sanh không diệt, không có hiền vị lai chỉ có một miền đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành phần hiểu là A Di Đà thành phần đến nay đã mười kiếp hiền đàn thuyết pháp có bồ tát thanh văn cũng kính vậy quanh. Phẩm thứ mười điều nguyện làm quan lúc đức Phật nói A Di Đà Phật, khi làm bồ tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía, họ đặt tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như đức Phật A Di Đà. Đừng và biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các phần đời trước khi con tu hành bồ tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp, họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tĩnh này A Nan
không có danh từ khổ nạn. Tu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi. Không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gông đã sỏi núi thiêu quy núi tu gì đất đã núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này á na trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn đưa đức phật hỏi a nan bấm thưa vì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bấm khả thưa vì nghiệp bao chúng sanh cũng bất khả từ nghi căn lành của chúng sanh bất khả tư nghi thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghi đặng được chúng sanh công đức thiện lực trụ hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả nan thưa bạch đức thế tôn nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được đối với pháp này thờ con không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn để nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đức phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần vì bốn nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành Phật tự có hạn lượng quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đăng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyệt quang Phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều khôn
Thầy được quang minh này liền được dừng, khổ mãn chúng được giải thoát, chúng sanh nào nghe được ngoài thần không mà đức quang minh này. Ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ, tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này, á nan đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu, không thể tính được lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới, và giữ chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng qua duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên, đem hết trí lực suốt đời cũng không mà tính đếm được, ngàn vàng phần cũng không mà bằng một số phần thành văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả, chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị. Một kiện liên tay còn biến được số lượng, còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thì dù mà